Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ đất nước Mỹ các bạn nhé, Chevrolet. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze thì cũng đã có hai phiên bản, phiên bản LT là phiên bản số sàn và phiên bản LTZ là phiên bản đủ, phiên bản số tự động các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi gửi đến quý vị và các bạn chiếc xe này đây ở phiên bản LTZ, phiên bản số tự động, bản đủ rồi các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2016 các bạn nhé. Và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và bản LTZ này là cái phiên bản đầy đủ hết đồ rồi các bạn ạ, phiên bản full option, từ khóa thông minh, đè nổ, start stop, điều hòa tự động, cửa sổ nóc, đèn pha, hệ thống đèn pha auto, có cả đèn LED ban ngày các bạn nhé. Và đèn auto này có cả đèn đánh auto là cảm biến theo góc lái nhé, tức là đánh lái bên nào đèn bên đó sẽ sáng đấy. Và gạt mưa cũng auto. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cơ số đồ, ví dụ như là màn hình Android, camera hành trình, camera lùi và thảm sàn 5D các bạn nhé. Chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và giá chiếc xe này chúng tôi cũng đã để ngay tiêu đề của video rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LTZ 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp rồi. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ từ cái phần ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe này rồi. Đấy, phần thân vỏ các thứ đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì giá tôi cũng đã để ở ngay tiêu đề của video rồi các bạn nhé. Và tôi cũng xin phép tôi sẽ để giá những chiếc xe ở ngay tiêu đề của video, tại vì là có những người tôi thường là tôi sẽ đăng cái video đầu tiên là tôi báo giá đầu tiên và cuối cùng tôi lại đọc lại giá một lần nữa, nhưng nhiều người xem có thể là không nghe rõ, có người lại bảo không báo giá, cho nên là bây giờ tôi sẽ báo giá ngay ở tiêu đề của video ạ. Chưa xem video chỉ cần nhìn tiêu đề của video là đã có giá của chiếc xe chúng tôi đang bán rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.